Thôi thì thông cảm nhé, anh sẽ up video lên YouTube, nhưng mà thông cảm mấy đứa cái sẽ có những cái video đoạn đầu kia là sẽ không không nghe tiếng của mấy đứa, chỉ nghe tiếng anh thôi. Dạ. Thì không sao đâu anh ơi, nó sẽ bỏ đi cái đoạn hồi nãy em vừa nói. Trời, vậy là nãy có hình em nữa anh. Có Anh, ta đấy. tôi chế thôi, yên tâm anh sẽ cắt lại đi rồi. Như thằng này Dạ đúng rồi anh. thì anh sẽ xóa. Em sợ là đăng lên vẫn được, nhưng mà em sợ là nó bị tụt view á anh. Thì ném đá. Không vấn đề gì đâu. Có nghĩa là đây là bọn em là đầu tiên đấy, là đầu tiên đấy, chứ ở trên đây là trên những cái video này thường thì anh không đăng, bởi vì cái lúc đấy anh vẫn còn thời gian để quay vào cuối tuần, nhưng mà và bây giờ là gần như là cuối tuần anh cũng không 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 có thời gian nữa rồi đấy. Dạ. Vậy là tụi em phải gọi anh bằng thầy, chứ sao gọi bằng anh được? Thầy Du. Bọn em là bị kiểu là như kiểu là người cầm cờ đi đâu kiểu kiểu ấy. Đấy rồi thì tiếp thì cái thằng hơi chẳng hạn, anh sẽ để cho nó là mắc cái này được chưa, và anh sẽ thêm cho nó cái gravity cho thằng này, nó là center để nó tăng cái Enter. boost của anh ra giữa. Còn phần này anh chưa có thì đương nhiên là nó sẽ không có gì rồi. Thì rồi bây giờ quay lại cái công thức mà bọn em sẽ hay phải sử dụng này. Đấy là copy paste này. Đấy thì anh sẽ copy thằng này. Đấy. Paste xuống dưới này. Và bắt đầu anh sẽ vô sửa. Thứ nhất là cái màu chữ trước. Anh sẽ cho thằng này một cái tông màu nó sáng sáng một chút. Đây màu này. Đấy. Cái thằng này sẽ để cho chữ là hello. Hello guys. Hello, anh cổ ngọng nó cổ lắm. Không biết bọn em có nghe ra được cái giọng đọc của anh không? Dạ vâng, không sao anh. Vẫn nghe, em nghe vẫn là ổn định mà, nghe như giọng nam ấy. Đúng rồi Đúng đó. rồi Không, bây giờ anh. đơn giản lắm, bây giờ chỉ cần là đi 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 ví dụ như anh một ông nào tên là Lam giới thiệu hả? Bây giờ ví dụ hello I am Lam Nam Nam à Nam à Nam không 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 Nam 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 không phải Nam đứng đâu mà Nam Nam đó. Đấy đấy cái này nó rất khó, nó rất khó, thì gặp đôi khi nó sẽ gặp những cái tình huống như kiểu vậy ấy. Đấy nên anh thi thoảng anh cũng bị gặp tình huống như kiểu vậy đấy. Đây hello à, tiếp theo à, đấy có chữ anh xin cho nhỏ em một chút, có chữ như anh cũng vừa bảo ấy, cơ chữ thì từ tầm từ 8 đến 16 HP là cơ chữ là tiêu chuẩn trong Android mà người ta app này sử dụng thì sẽ là 16 đi. À, 16 đấy nhỉ. Thôi, to hơn tí 25. Em thấy vậy, em thấy nó cũng không quan trọng lắm đâu. Em cũng kiểu như em cũng cho một cái số lớn lắm, nhưng mà em cũng thấy nó không có bị nứt lắm đâu. Đây tôi giản nhá. À, đâu nhỉ? Nếu thế anh sẽ cho bọn em xem một cái app của một bạn. Còn thằng này nhỉ? Một mình anh cân hết nguyên một đám áp đó là cũng hơi căng đấy. Không, có nghĩa là Nó nó vật cũng như rồi. kiểu bọn em ấy, có nghĩa là bạn này là anh cũng đi dựng từ đầu luôn mà, cũng dựng từ đầu luôn. Đây từ vẽ đến từ vẽ thiết kế này. Đây, đó, đường sao. Wow. Wow. Một cái app luôn Xịn quá anh. anh ơi. Giờ bên thiết kế là anh cũng tự làm đúng không anh? Anh cũng thiết kế cho thì đấy anh như kiểu anh cũng thiết kế cho các bạn từng làm xong anh hướng dẫn mà. Lúc nào đây là cái Em app làm anh được thiết cái kế. trang này nè. Em làm được cái trang đó, tắt 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 qua đấy. Xịn quá gì đó. Đâu rồi luôn Tại vì đâu. bạn từng làm app mà đọc truyện mà đúng không? Làm rồi. Làm được cái đó rồi. Đây luôn là như kiểu như thằng này chẳng hạn. Chúng là với đây với kiểu nhá, với như kiểu cái chữ như này nhá. Đấy, với như kiểu chữ như này nó lên để chữ là chữ to quá thì nó có em nhìn thấy nó bị nhòe nhòe Dạ nhá. vâng. Đấy nhòe nhòe như kiểu chữ đố hay là chữ đê hơn thì nhòe nhòe nhìn nó đọc nó khó người dùng ấy, anh hiểu không? Đấy. Dạ. Nên là có những cái mình nên tuân thủ, hoặc là đây đơn giản như thế này, đây đơn giản ví dụ như kiểu là cái thằng này đấy nó cu nó dài như này. Thực ra cái chữ này mà cho bé lại thì chắc nó chỉ tầm từ đây đến đây thôi, từ đây ngắn ngắn thôi nhìn nó ok hơn.
Dạ. Chia nhỏ tiếp ra có một cái view nó để chứa cái bọn này, đúng chưa? Một view chứa bọn Dạ. này và nó có hai cái thằng này, hai cái, một thằng là thể vị chữ cái nội dung ô cần nhập vào điền gì và một cái ô cho người dùng điền, đúng chưa? Dạ. Về cái phần này nhá, về cái phần này có đúng anh cái này thì anh sẽ hướng tí anh sẽ chỉ sau. Ok thì ở đây anh sẽ cho nó một cái thằng, nó là thằng anh sẽ cho tiếp một cái thằng idea đấy, có độ viết là mắt tay lệch hơi quá cầm theo đi đấy, orientation anh cũng để là vertical, được chưa đấy. Sau đấy ở đây nhá, đơn giản lắm, lại copy paste đấy, paste như thế này. Đầu tiên là anh sẽ thay đổi cái cỡ chữ nó trước, anh sẽ cho nó là 10 AP thôi, 10 AP thôi, chữ nó cho nó nhạt đi một kẹo ạ. Mặc dù có những cái này chữ phải bé tí ấy, nhưng mà thực chất ra cái màn hình nó to lắm, nó chả bá luôn. Tiếp theo nữa, đó là thằng này anh sẽ để cho nó là Center Horizontal, phải không? Vertical để nó căng căng ra giữa, căng nó căng giữa nhưng mà căng giữa theo chiều dọc cho anh, có hiểu không? Có hiểu chứ? Có hiểu không? Dọc thể hiểu hiểu. Đấy, thằng này anh sẽ để cho nó quát cùng theo thôi. Đấy. Ý chắc hiểu mà. Alo, ý hiểu không? Đã hiểu anh ơi. Tôi cũng hiểu à? Hiểu chứ? Anh yên tâm đi, em hiểu là ngôn ý là nó hiểu 10 á, em hiểu 1 nó hiểu 10 á, nó thông minh lắm anh. Ok. Rồi đó. Tiếp theo là lại công cuộc đơn giản. Bấm lại copy ra. Đấy, bấm paste xuống dưới lại. Đấy, như bây giờ tôi nhập trong Android thì là mình sẽ dùng là khác đúng không? Và nó khác cũng biết rồi ấy. Nó sẽ dùng cái text. Đấy, cái text. Và bây giờ cái hay anh sẽ thay đổi chút, anh sẽ để cho nó là 40 dp, 40 dp. Cái text size anh để cho nó là 16. Tiếp đến nữa là cái màu chữ, thì màu chữ bắt buộc là anh sẽ chuyển trở về màu đen rồi. Đó. Thì trong cái thằng cái text này thì là có một cái quan trọng, đó chính là cái thằng góp ý, nó chính là thằng hit. Hit gợi ý là gì? Ví dụ như kiểu ô này là để nhập lên đúng không? Nhập tên đúng không? Tên, email, password này. Thì thằng này đây sẽ đọc, anh sẽ để ở đây là tên. Đó, tiếp theo nữa. Hit ở đây sẽ để là name. Input. Enter lên. Input. Enter. Là khi mình bấm vào là nó sẽ vẫn sẽ hiện enter, nhưng mà mình khi đó nó sẽ mất cái chữ enter name. Hai đứa lại lắm một tầm 50-60% kiến thức rồi. Đi làm tốt rồi mà. Ấy được đi làm rồi kìa. Được đi làm rồi kìa. Cái này ra Hà Nội anh. Ra Hà Nội thầy Du chắc đi làm nè. Cái này chỉ mới là bên đây thôi mà. Còn bên kia nữa. Chủ yếu là mình có đó anh. Mình có mấy căn á anh. Cái này có nghĩa là lúc nào nếu như là ở đây kiến thức đi thực tập là có thể hỏi là chơi đang thực tập đây có được hưởng lương không chị? Nói chụp đầu ấy. Đó. Đấy, bây giờ bỏ cái nghiệm á. Bỏ đi. Bỏ. Một chút nữa là bây giờ anh muốn căn hai cái lề bên này đúng chưa? Căn hai cái lề bên này cho nó nhìn cho nó sát sát. Nhưng trước khi căn lề bên dưới, họ đang có để ý là cái chữ lên và cái chữ enter lên nó đang như kiểu bị lệch nhau không? Dạ. Dạ vâng. Đấy, thì anh sẽ cho nó một cái tab đi.
em gọi em sẽ dùng patting, patting nhé, và căn này cho chữ ở bên tay trái. Anh sẽ căn nào nhìn cho đẹp nhất là được 40p hoặc 30p. 30p nhìn cho đẹp là còn mũi. Anh thấy mũi hợp lý nhất là tốt đấy. Dạ yeah, ok. Là cho muốn cho hai thằng này nó có co vào á. Muốn cho nó co vào ấy, thì là bây giờ bọn nó sẽ sử dụng một thằng. Cái thằng layout mà chứa hàng này bọn em cho cho anh thêm cái thằng margin nét nữa là cho nó khoảng tầm 80 dp đấy, và margin ra cho 80 dp. Wow, 80 to lắm thôi, anh sẽ để khoảng tầm 40 60 40 60 nghe nó phải là hợp lý hơn đấy. Được anh, đẹp. Và thằng này anh sẽ muốn anh sẽ cho nó thêm một cái thằng mạng tốt đi. Mạng tốt khoảng tầm 20 kia. Để cho căng thêm cái chữ hero. Để cắt ra. Rồi, bây giờ là xong rồi không? Bây giờ đến cái công cuộc. Với cả công thức thần thánh. Copy paste. Đấy, bọn em kích ở bên này nó có cái thằng lớp HTML nó cũng có đúng không? HTML nó có. Dạ có. Thu gọn code, thu gọn code. Đấy, bọn em copy. Đấy, bên đây nhập, bên đây còn biết design chứ bên web là em thua. Em không biết một cái gì bên web luôn. Em cũng vậy á. Web em cũng không biết gì nhiều đâu. Web thì nó rộng hơn mảng mobile nhiều á. Dạ. Bên web em chỉ làm được mỗi cái admin rồi xong em quăng cho đứa khác làm. Đề tài nào cũng vậy. Thế là khá rồi. Hồi xưa anh có biết làm web rồi. Hồi xưa anh nhớ là hồi xưa thầy hồi xưa đồ án tốt nghiệp của anh ấy, thầy bảo là người ta cũng làm một cái, nó làm cái ứng dụng. Nhưng ứng dụng thầy yêu cầu là chạy trên 3 nền tảng tùy chọn. 3 trong 4 nền tảng, thứ nhất là desktop, tiếp theo nữa là iOS, tiếp theo nữa là Android và cuối cùng là web. Đấy, một chạy được 1 trên 3 trong 4 nền tảng đấy là sẽ qua. Thì anh bỏ qua web rồi làm web. Nhờ vậy giờ em từ em mới gặp anh á. Đúng rồi đó. Ờ. Nhưng mà sau cuộc đời anh vẫn phải đi cốt web. Giờ được làm thay đâu. Thế mà nó khó. Đấy rồi. Tiếp theo nữa nhá, là thằng text trong này, text thằng này sẽ để lại email đúng không? Nó là email. Đấy, và đây là enter email. Đấy. Rồi tiếp đến nữa này. Sửa, bây giờ mình chỉ muốn sửa thôi mà. Thằng này là password. Wow, làm vậy là em phải sửa lại cơ sở dữ liệu. Hoặc là nếu như mà bạn yêu cẩn thận hơn thì là sẽ có thằng con phi pass là nhập lại pass đây chẳng hạn. Đấy. Hiện tại thì mình sẽ làm theo cái thằng này mình dạy thôi. Dạ. Rồi. Bây giờ coi lại hình một chút. Coi lại hình một chút thì là có phải là nó có được như hình thiết kế không? Thằng này đúng ra lại rộng hơn một kẹo đúng chưa? Đấy. Hơi rộng hơn một kẹo không? Bây giờ này, bây giờ anh sẽ cho thằng này thêm chủ tính là của mục web. Anh sẽ cho thằng này là 5. Anh copy tiếp này. Xuống cái thằng layout chứa của tiền. Anh sẽ cho nó là 1. 1 web là 1. Web là 5 thôi. Copy vào cái web của tiền. Sorry,
Nó đang hiểu là nó đang dùng cái chữ hello. Xin đó là sao? Vâng. Invert time password. Email vẫn để bình thường. Test email address. À, cái này nó làm em không làm nên em không biết. Biết ngay mà. Thank you.